Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cua Đồng Tháp nha. Các bạn ơi, hôm nay mình lại làm một món tiếp tục tuổi thơ nha bạn. Là bánh tráng cuốn trứng cút rau găm khô gà nha. Tại vì mình cũng chưa biết tên chính xác nữa, mình gọi như nha. Tại vì nó có người ở trong đó. Ở đây mình sẽ sử dụng bánh tráng nhúng nước nha các bạn. Rồi, tiếp theo đó là khô gà nè. Tiếp theo đây là trứng cút nha, đây là rau găm. Đó, bây giờ đơn giản thôi các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi để ba anh em mình sẽ có một người không được ăn, ngon nhìn. Bây giờ thì ba anh em mình cùng nhau làm đó cho nó lẹ không, tại vì thì gói hơi lâu nha bạn. Đây các bạn nhìn mình tiến hành gói ra nha. Đầu tiên mình nhúng nước bánh tráng nè, cái thằng trứng cút này mình chẻ ra làm hai nha. Đó, úp nó xuống cho một tí khô gà lên, cho ít lá rau găm lên đó, rồi cuốn lại. Xong các bạn, đây bánh tráng nhúng nước cuốn trứng cút nha các bạn. Xong bây giờ mình sẽ tiến hành làm hết đi, rồi tí là cái mình chơi mình ăn xong không. Okay. Rồi em nhúng nước em đưa anh rồi, dạ, trứng cút nha. Rồi đúng rồi đó, cho nó lẹ. Đây hay nhưng mà dễ chán. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cua Đồng Tháp nha các bạn ơi. Hiện tại mấy anh em mình đã gói xong rồi nha. À, quay gần cho các bạn coi nè. Ba bốn anh em gói nha bạn. Hơi bị lâu rồi, trời nó hơi dính nha bạn ơi. Còn bây giờ mình sẽ không ăn bình thường nha. Bây giờ tại vì bên đây có ba thành viên thôi, mình sẽ cho hai đứa em mình thi đấu trong vòng 6 phút. Mà đứa nào ăn hết trước hoặc là trong vòng 1 phút mà là sẽ ăn trước, sẽ ăn hết 6 cục nha bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chia ra mỗi một em 6 cục, em bóc giùm anh đi. Rồi tình hình mấy này mình đã gói xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ không ăn bình thường. Bây giờ mình sẽ cho hai đứa em mình thi đấu, tại hôm nay có 3 thành viên thôi. Hai em có đồng ý không? Đồng ý. Trước khi mà thi đấu giờ quay cho các bạn coi thành quả mấy này mình gói này nha. Coi các bạn có thấy hấp dẫn không? Đang coi chưa? Đi gỡ nó hơi dính nha bạn. Tại này gói đã lâu rồi nè. Trong đây có trứng cút rồi nha. Khô gà nè. Rồi rau găm nữa nha. Mayonnaise hả? Mình kêu tiếng Anh không được gọi các bạn. Mayonnaise vậy đó nha. Mời tất cả các bạn nha. Hằng chi mình nói với em mình cười quá trời. Cắn đứa này là nó không đủ đủ cay em mà. Anh phải cắn một chết thôi hả? Anh là bắt tử rớt rồi đúng không? Đầu tiên là bánh tráng nó dai nha các bạn. Khi rau găm nó cay nồng nồng nha. Khi miếng khô gà cũng ngọt, có trứng cút không nha. Món ăn bạn bà không ngán gì mà ăn ngon để cho không ngán. Ngon nha, làm cái đó cho hết à. Rồi mình sẽ tiến hành công bố thể loại chơi nha các bạn. Bây giờ là ai là người ăn hết 8 cục, ở đây còn có 8 cục nha. Đây là 2, 4, 6, 8 cục. Hai đứa em ai là người ăn hết 8 cục trong vòng 1 phút sẽ được 100k nha. Rồi dặn cái đây rửa nhà hết nè, ngon quá. Bánh tráng là dài, nếu mà hai em mà trong vòng 1 phút, hết 1 phút rồi mà ăn không hết 8 cục đó còn còn ở trong miệng, tức là còn mang nhai nha, là cũng không nhận được 100k. Nhưng mà lỡ khi mà em còn ít mà chị này còn nhiều thì em thắng đúng không? Không, sao ạ? À? Em được no thôi, tức là nó ai là người ăn hết trong vòng 1 phút mà, tức là nhai nuốt luôn là sẽ 100k, còn không thì coi như là không có thắng. Ok. Dạ, tức là không lấy được 100k. Đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà các em bảo là các em sẽ được no. Hiểu không? Hiểu. Rồi bắt đầu mình tiến hành chơi các bạn. Rồi, bây giờ chuẩn bị tư thế chưa? Bấm giờ đây. Chuẩn bị tư thế chưa? Nay mình mới ăn buffet thôi. Chưa, trước khi ăn em cho cảm nhận này, em thấy thấy ngon không? Nhìn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Tại vì trong quá trình chút ăn phải ăn nhanh, không có được nói chuyện, tại vì ăn nhà ăn để lấy 100 ngàn mà. Rồi, em thấy sao? Cảm nhận trước khi thi đấu em thấy sao? Em thấy hơi lo lắng. Lo lắng hơn là có thể, nhưng mà nói trước là không cho uống nước nha. Dạ. Yeah. Đó, rồi bắt đầu mình bấm giờ các bạn. Chuẩn bị chưa? Rồi. 1 2 3. Bảo là ăn miếng trắng mình nha. Ăn lại đi, còn ngoài đó. Mày giúp tao thua.
Bây giờ mình cái công việc của mình đó chính là mình ngồi mình chọc cờ cho hai nó ăn không được bạn, để nó gọi lấy 100.000 nha bạn. 18 giây rồi, nhớ là phải nuốt nha, nhai nuốt luôn nha, cứ gần chút mà khi mà hết 1 phút là phải hả họng ra. Coi anh coi kiểm tra trong miệng còn không, 30 mấy giây các bạn ơi. 5 giây chọn không đâu rồi, bây giờ chắc 100k này còn lại còn ở tay mình nữa bạn ơi. Wow, đã 6 giây, 47 giây, 48 giây. Rồi như là hai đứa em ăn thấy kiểu này là thấy thua, đầu tiên vô cần thì thấy. Rồi hết 1 phút nha bạn, 1 phút đã trôi qua. Khoan để mình kiểm tra 1 phút đã trôi qua thôi. Rồi em ăn được mấy cuốn? À, ở đây còn 5 cuốn nè, ở đây cũng còn 5 cuốn, vậy tính ra ăn được 2 cuốn rưỡi. Rồi 1 phút ăn được 2 cuốn rưỡi à? Anh hiểu không? Bánh tráng này á nó giống nước rồi. À. Xong rồi nó ăn mình dính qua họng nó khó nuốt vô lắm. À nha. Yeah. Vậy thì rất tiếc là phần thưởng 100k này vẫn thuộc về mình với bạn. Quá hên. À các bạn ơi, hiện tại hai đứa em mình 1 phút đã trôi qua thì mỗi đứa ăn được 2 cuốn rưỡi nha các bạn. Nãy em thấy cảm giác ăn sao? Em bự hay sao? Nó không có ngán, nhưng mà tại là gói bánh tráng thôi, nó dai quá nên là nuốt vô không kịp thôi. À vậy ha. Đúng rồi. Rồi em thấy sao? Em cũng giống gan gì thôi nè. Vậy ha. Trời ơi, ba tù bí này thì gặp anh ha. Một mất nhạc một có gì đâu mà nuốt được dễ nè. Vậy bây giờ em phát là anh đó ăn 1 phút 8 cục đó. Chơi luôn, ok. 1 phút 8 cục. Và ví dụ như bây giờ anh ăn được 1 phút 8 cục mà các em thu anh cái gì? 1 tô mì cay luôn. 1 tô mì cay phải không? Dạ anh được. Em hay giờ sữa đó. Giờ sữa không? Rồi. Chào thơm các bạn, chào thơm nha. Từ từ, còn nếu như anh ăn được rồi sao? Phải vậy chứ. Anh ăn được thì thôi chứ sao? Thua đây. Rồi nếu mà ăn không được, nếu mà bây giờ mình ăn được á, mình sẽ thu hai đứa em mình mỗi đứa là 1 tô mì cay ly trà sữa nha các bạn. Rồi. Còn đứa nào muốn ăn gì thì uống đổi qua đổi lại. Ok nha. Ok. 8 cục phải không? Tưởng cái gì? Ba đồ quỷ nè, cổ lo hết không? 2 4 6 8, 8 cục nha. Rồi bắt giờ cho anh đi. Mình chơi bấm nha. Ít dạ, anh không ăn được 8 cục, anh không ăn còn ít hơn mấy em. Bấm giờ nha. Rồi bấm giờ đi. Mà mời các bạn nha. Chuẩn gì? Dữ. Để em coi anh nhai được bao lâu. Ngon không có. Ngon ha. Nhai từ thôi nha, anh chuẩn chuyện á. Dữ. Mấy cuốn không? Ừ, 4 cuốn ạ. Quá là hả, bà không kịp đâu. Có hư rồi đó bạn không? Nói cho cố vô. Xong rồi bà, mình ngồi hút mình ra. Mình ăn được 4 cuốn, còn 4 cuốn nha bà. Nếu mà 2 phút các bạn 8 cuốn thì có thể cũng được hay không? Tại cái này nó dẻo quá. Vậy hay ăn quyết định cho mày ăn trà sữa chứ bị cay đâu. Lâu giờ mày. Ở đây thì chỉ có ra trong năm quán ngon thôi chứ đây làm gì có quán ngon đúng không chị? Ok các bạn. Các bạn ơi, cái này nó ăn nó ngon nhưng mà con cái bánh tráng á nó dẻo dẻo á, mình ăn ít thì nó không sai, mình nhai từ từ cảm nhận nè. Khi mình ăn thi đấu á nó dẻo quá, dính vô con cổ họng mà nó bựa sao á. Nuốt không vô mà có nước nó mới vô nha bạn. Công nhận mình biết được cảm giác của hai đứa em mình ăn nãy nha các bạn. Cái món này nó cũng là một cái món ăn chơi mà món ăn giặt nữa bạn. Món này các bạn làm, các bạn ăn uống trà sữa mà cũng im hợp lý đúng không? Đúng rồi. Rồi các bạn hãy về nhà làm thử món này như mấy anh em tụi mình làm đã làm nha. Rồi em cảm nhận món hôm nay trừ cái lúc mà nó ngán thôi, còn cái gì khác không cảm nhận cho các bạn đi các bạn. Có trứng cút nó béo béo nè. À. Có con gà nữa. À. Rồi. Em thấy ăn chơi hợp lý đúng không? Em thấy sao? Em giống chị em. Giống chị em phải không? Rồi vậy hai đứa một ý kiến nha bạn. Cũng như không thì mốt hỏi cái vậy làm gì mà mốt con vắn một đứa nha. Đúng rồi, vắn hai đứa đây. Thôi hiện đại clip của ba anh em tụi mình tới đây cũng tới dài nha các bạn. Các bạn mà có yêu thương ba anh em tụi mình á, hãy nhớ đăng ký và nhớ nhấn chuông rồi like những video của các bạn có xem nha, để anh em mình có nhiều động lực hơn á, để ra nhiều cái video hay hấp dẫn rồi hài hước cho các bạn cùng xem nha, để giải trí một ngày làm việc mình dọc nha. Rồi giờ chào tạm biệt các bạn nha.